vì mùi gì? Dạ mùi hôi. Hôi là ở mũi chúng mày. Ố, ở mũi chúng mày. Chị áo các quan đây đã được xông hương từ trước khi vào phủ chúa. Anh thái rồi. Anh ngửi thơm thành thối. Dạ là ở mũi chúng con à. Mũi chúng mày. Ây quan ngài. Sao sao? Sực nức lại dám khinh tôi. Mà trước ấy còn nhiếp ông là con nhà đồ tể. Dạ, quả là có chuyện đó. Hồng Hà nữ sĩ. Hồng Hà nữ sĩ mà cướp từ tôi, đã chế giễu tôi là con nhà đồ tể, rồi lại cướp từ tôi mà lấy quan chính sứ Nguyễn Kiều. Không thể giết. Không thể giết thì cũng phải làm cho cực khổ. Đang nồng hương lửa cũng phải mệt ly. Bắc hành viễn xứ vạn dặm sơn khê, sống về được ấy, ấy là chuyện khó. Bắc hành viễn xứ vạn dặm sơn khê, sống về được ấy là chuyện khó. Điểm ơi, coi như Điểm đã cam bề ở quá kể từ khi sứ bộ lên đường. Ông Lê Mẫn, cô Cống Tuế, tôi đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng. Thế thì phải trình chúa, phải trình chúa bắt Nguyễn Kiều khỏi hành lập. Hòa thay cho phúc, ấy hòa thay cho phúc, cỡ mong mà hòa đi. Nguyễn Kiều kia chờ lúc còn có lúc hồi hương. Chúa ân cần tiến chân chánh sứ, khiến hạ quan cảm kích vô cùng. Việc mang giao xin hết sức hết lòng, giữ hòa hảo, đại thanh đại Việt. Khanh là người mẫn tiệp, văn chương thời ý đẹp lời hay. Việc Bắc hành cống sứ năm nay, chớ phụ lòng bản vương tin cậy. Khải chúa, mang giao là một việc trọng đại, lời chúa thượng còn văng vẳng bên tai. Dù Bắc hành muôn dặm xa xôi,
thần vẫn tuân theo từng lời các dặn. Ngăn gói vì thiên mệnh. Phu nhân mong đợi, tạ chúc khanh lên đường thượng lộ bình an. Đa tạ chúa thượng, thần xin được cáo lui. Kẻ cũng thương, vừa cưới được hồng hà nữ sĩ, lại phải vội vã bắc hành vội vã ra đi. Muôn dặm được trường gian khó hiểm nguy. Việc sống thác còn trông vào số mệnh. Ê giải trình chúa thượng, chúc chúa thượng và thọ vô cương à. Bình thân. Dạ, cảm ơn chúa thượng à. Dạ, khải trình chúa thượng, đồ cống tuế thần đã lo chu tất rồi à. Dạ, người vừa đã sẵn sàng, có thể đi ngay. Xin chút lộc lệnh cho Nguyễn Kiều sáng mai đoàn sứ bộ khởi hành lập tức à. Sao? Sao phải khởi hành lập tức? Mà vợ chồng hắn vừa mới thành thân. Ây da, khải trình chúa thượng, không thể say đắm ái ân mà trễ nải việc à, quốc gia đại sự à. Mà lại phải giữ sức cho quan chánh sứ, bởi bác hành muôn dặm đường xa, đau ốm giữa đường, thời lỡ việc quốc gia. Dạ xin chúa thượng. Xin chúa thượng ban ngay lệnh chỉ à. Ờ, à, các hành cứ về, nhà chúa sẽ có lệnh truyền ban. Dạ 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 dạ, đội ơn chúa, chúa thượng. Chúc chúa thượng và thọ vô cương à. Bà Diệp ở nhà hát không thôi. Bà Diệp cả đôi mày.
cho mỗi lúc sầu xa cách nhớ, giữ gìn nhau vui thùa thái bình. Thanh Mai ơi, dạ còn nhiều nữa không? Chị mỏi tay rồi, còn hai câu nữa thôi. Ngâm nga mong người chữ tình, giường này âu hẳn tài lành trượng phu. Ngâm nga mong người chữ tình, giường này âu hẳn tài lành trượng phu. Chú đạo trần côn viết chinh phụ ngâm, tưởng dòng lệ dưng dưng dòng chữ. Vâng mệnh, cha em lên đường đi sứ, mẹ điểm lại một mình vỏ võ cô đơn. Khúc ngâm chinh phụ của chú đạo trần côn cứ như là viết về cô điểm vậy. Mẹ điểm từng là con nuôi ông ngoại, cho nên lấy chồng thời thay chị, ở nhà thời thay anh. Vì chúng mình mà bỏ quá tuổi xanh, thương xót người thân chẳng tiếc thân là vậy. Giờ đại chúng nghi với đời, bao cánh trở nước trong xa mời vời. Đại bái năm đi về lại, khi tránh bóng mái hiện tại vừa nghĩ.